Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Trong tuần do sâu còn đi làm nên các video sẽ không ra sớm được. Thường thì đêm ra thì tối hôm sau đi làm về sâu mới làm được các bạn nhé. Cuối tuần sâu sẽ làm sớm cho các bạn. Hy vọng các bạn vẫn ủng hộ sâu với phong cách riêng, review với hình ảnh đầy đủ, không bị cắt nát và sâu tự dịch hoàn toàn sang tiếng Việt. Sâu không bao giờ làm bằng ảnh tiếng Trung, chuyện chín đồ đệ của ta đều là trùng phản diện. Tập 62, tiếp theo phần trước, Mên cứu Triều Nguyệt về lúc này men xem thì ra nàng bị vu thuật phong bế tu vi đại viêm thiên hạ có rất nhiều công pháp đạo môn đứng ở vị trí số 1. phật môn xếp thứ hai nho môn thì đã đánh mất huy hoàng của ngày trước rồi còn lại chính là các lưu phái khác vu thuật chính là một trong số đó mà đại đa số vu thuật đều vô cùng tà ác không mang lại hiệu quả tu luyện giống như đạo môn dần già vu thuật bị chính đạo tu sĩ coi như tà thuật ngày càng suy thoái người tu luyện cũng càng ngày càng giảm đi điều này làm cho tiểu diên nhi kinh ngạc không nghĩ tới trong cung lại có cao thủ tu hành vu thuật lúc này thấy mê nhận ra cấm thuật chiêu nguyệt quỳ xuống cầu xin xin sư phụ hãy giúp đồ nhi giải khai cấm chế nhìn cô nàng mê thấy đích xác bây giờ điểm trung thành cũng đang tăng cao nhưng mà chiêu nguyệt vi sư từng nói qua người có dị tâm quyết không thể tha thứ được mê lạnh giọng thấy thế chiêu nguyệt lúc này cũng rất biết điều đồ nhi cam nguyện chịu phạt bất kể thế nào đã làm sai thì phải chịu phạt diên nhi phi thư cho sư huynh bảo hắn mang chiêu nguyệt về núi ngày sau sẽ trừng phạt hắn phân phó diên nhi sau đó rời đi lúc này chỉ còn hai tỷ muội ở lại tiêu diên nhi liền chạy tới đỡ chiêu nguyệt dậy ân cần hỏi thăm sư tỷ ta biết liền là ngươi không phải giống như diệp thiên tâm mà bất kể thế nào chuyện này cũng là sai lầm của ta nếu không phải sư phụ cứu ta từ trong thánh đàn ra chỉ sợ lúc này nàng ta không dám nói hết câu không có mên giờ đây nàng chắc đang như cá nằm trên thớt chờ bọn chính ma lưỡng đạo thịt không có việc gì đâu sư tỷ không biết chứ ở trên thánh đàn sư phụ đại triển thần uy cái gì danh môn chính đạo dám thúi cái gì ma sát tông đều chẳng phải bị sư phụ một trưởng đánh bay hết sao tiểu diên nhi nhảy nhót miêu tả sự bá đạo của mên cho cô nàng nghe điều này làm triêu nguyệt cũng cảm thấy khó tin mà tiểu sư muội điều này là thật sao đúng vậy còn có rất nhiều tên lừa chọc bọn chúng cứ niệm kinh như mấy con ong vậy thật là phiền chết mà nàng ta hoàn toàn không kể chuyện mình ngủ quên mất đúng là con nít mà điều này làm cho chiêu nguyệt cảm thấy được an ủi vì cảm nhận được tình cảm lương thiện của diên nhi lúc này mên đang đi vào trong khách sạn thì tên bộ khoái lúc trước đã chạy tới đại nhân thuộc hạ cuối cùng cũng tìm được ngài rồi tên này hớt hải chạy tới quỳ hành lễ với mên ngươi tìm ta sao thấy hắn mên cũng ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì đây tiểu nhân nhận được lệnh của cấp trên mời đại nhân đi tới nhữ nam phủ tướng quân một chuyến bọn chúng nói xong thì mên cũng chẳng quan tâm đi thẳng vào phòng đóng cửa không rảnh làm cả đám này tẽn tỏ sau đó tên đội trưởng như ngộ ra rồi làm sao có thể để đại nhân chạy tới phủ gặp tướng quân được cơ chứ đây chẳng phải là phá vỡ tôn ti trật tự hay sao hắn cho rằng mên là một đại nhân vật từ trong cung ra tiểu nhân biết sai rồi tiểu nhân sao dám để đại nhân đi đường mệt mỏi chứ bọn chúng liền cáo lỗi rồi rời đi về báo cáo còn mên thì mệt mỏi nằm thơ phi phò trên giường như châu vậy rất rõ ràng là hoàng thất lệnh bài sự tình đã truyền tới phủ tướng quân rồi chỉ cần sau nửa ngày thì trong cung cũng sẽ biết mà thôi cái kia dám xuống tay với Tiêu Nguyệt, liệu có dám xuất hiện không đây?" Mên Thầm nghĩ, sau đó liền mở bảng hệ thống lên xem. Danh tính Lục Châu, chủng tộc nhân tộc, tu vi ngưng thức cảnh, luyện khí hóa thần, điểm công đức 4490 điểm, pháp thân tam hoa tụ đỉnh, thọ mệnh còn 5804 ngày, đạo cụ, hai tấm chí mệnh nhất kích, hai tấm không có cái hở, hai tấm chí mệnh đón đỡ dạng bị động, thần thú bạch trạch và bệ ngạn, vũ khí vị danh và đa tình hoàn, đây là vũ khí của Diệp Thiên Tâm, cần luyện hóa mới có thể sử dụng công pháp thiên thư tam quyển đây là chi tiết về minh lúc này trước đây bởi vì quan tâm chiến đấu cơ hồ là xem nhẹ hệ thống nhắc nhở nhưng mà xem ra điểm công đức hầu như là đến từ những cái nhiệm vụ kia trong đó một nghìn điểm là do mang chiêu nguyệt về một nghìn điểm là cho không huyền đi bán muối hai trăm điểm là quản giáo chiêu nguyệt mang lại còn lại là do bệnh ngạn xuất hiện ủi tanh bành đám tu hành giả cản đường điều này làm cho minh kinh ngạc bệnh ngạn cũng có thể mang lại điểm công đức sao đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà mặc dù như thế điểm tích lũy cũng không có dễ dàng gì a à. để đối phó với không huyền hòa thượng dùng tới một tấm thẻ trí mệnh nhất kích và một tấm không có kẽ hở nếu không có nhiệm vụ thì tiêu hao này thật sự là khó tiêu à nha vẫn còn tốt không có dùng nhiều thẻ nhiệm vụ chứ nếu mà mục tiêu có hơi kém thì quá là lỗ vốn rồi hai thẻ đạo cụ kết hợp lại nghịch thiên như thế tuy nhiên không thể dùng tùy tiện được số lượng có hạn còn có hai tấm trí mệnh nhất kích hai tấm không có kẽ hở nên dùng tiết kiệm một chút a à, lúc phản âm nhập mộng tấn công thì thiên thư lại phát huy hiệu quả, đem hết thảy phản âm tiêu trừ. Đây có phải là thiên thư lực lượng phi phàm không đây, nếm thử điều động coi, nhưng đáng tiếc là cũng chỉ có thể nội năng lượng mà thôi, là loại bình thường nhất của tu hành giả. Làm thế nào mới có thể lợi dụng tốt cái gọi là phi phàm lực lượng này đây, có thể đem phản âm nhập mộng tiêu trừ sạch sẽ, cái lực lượng này cũng không phải là bình thường. Điểm công đức cùng với thiên thư, chọn cái nào đây, hay là rút thăm chúng thưởng nhi, nhưng mà bây giờ tâm trí có chút căng thẳng, hay là thôi đi, mên băn khoăn bất quá tu vi hiện tại quá thấp thân thể cơ năng hiện cũng đủ để chịu được cảnh giới tiếp theo rồi nhất định phải nhanh chóng thăng cấp pháp thân tăng tiến tu vi đạo cụ tuy nghịch thiên nhưng trung quy cũng chỉ là vật ngoài thân tiếp tục như thế thì giống cái thùng rỗng cảm giác không được tốt lắm à nha sau đó đến trạng vạng tối tên bộ khoái lại quay lại đứng trước phòng mên ôm quyền nói đại nhân triệu tướng quân của những nam phủ cầu kiến ở bên trong mê nhàn nhã hỏi có chuyện gì em chó lại xuất hiện ở chỗ này tí nữa gặp tiểu ác ma diên nhi là lại toang mấy hòn bi ngay nhiễn nam thành triệu sóc muốn cùng tiên sinh gặp mặt không biết có thuận tiện cho tiên sinh không sếp của tên bộ khoái lúc này tiến đến chào hỏi mên lúc này tiểu diên nhi có biết đưa chiêu nguyệt đi đâu rồi quay lại liền sút vỡ bi của em chó miệng gắt gỏng không tiện thấy cô bé tên triệu sóc cũng lấy làm kinh ngạc ngươi là ai da da của ta mệt mỏi há có thể để nói người gặp thì liền gặp được sao cô bé ưỡn ngực lên trả lời Máy làm gì có đâu mà ưỡn ra cơ chứ, chắc nhìn thấy của Triêu Nguyệt nên cũng học đòi theo. Vị cô nương này, đây là những nam thành triệu tướng quân, không để tên bộ khoái nói hết, Tiểu Diên Nhi đã làm bộ mặt nguy hiểm. Ta mặc kệ hắn là cái giám thúi gì triệu tướng quân, cho dù là hoàng đế đến, ta cũng không đáp ứng. Tuy nhiên ở bên trong phòng, mên liền phân phó để cho hắn vào. Lời của mên thì Tiểu Diên Nhi luôn phục tùng vô điều kiện, sau đó cả đám đi vào bên trong. Những nam thành triệu sóc, tham kiến lão tiên sinh, Lão tiên sinh chớ trách, ta cũng là có chút đường đột à." Mên đang nhàn nhã uống trà, không rảnh nghe tên này nói nhiều, liền yêu cầu hắn nói chính sự. "Nghe nói hoàng thất lệnh bài ở trên tay tiên sinh có phải không? Rất nhiều năm về trước, khối lệnh bài này đều do hoàng đế tự mình trưởng quản, có thể điều động cấm vệ quân hoàng thành, thấy lệnh bài như thấy vua, về sau, lệnh bài đã bị trộm mất, tên này thao thao bất tuyệt, làm cho Mên có chút bực mình, lão phu lặp lại một lần nữa, "Nói chính sự. Đã như vậy, Triệu Mẫu cũng nói thẳng, mời lão tiên sinh giao ra lệnh bài. Ngươi muốn lệnh bài này sao? Thấy vậy tên này liền cúi đầu, Triệu Mẫu không có cái can đảm này, lão tiên sinh có thể trưởng khống lệnh bài nhiều năm như vậy. Át hẳn cũng không phải là người bình thường, chỉ là Triệu Mẫu chịu đại nhân vật trong cung nhờ vả. Ai? Mên lạnh giọng hỏi, làm tên này có chút ấp úng, cái này. Cụ thể là ai thì Triệu Mẫu cũng không biết, có thể người này là bên trong cung tu hành cao thủ, cầm dụ lệnh làm việc, Triệu Mẫu không dám không theo. Thấy vậy Minh cũng không muốn nói nhiều với tên này, muốn từ lão phu nơi này cầm đi lệnh bài, hãy bảo hắn tự mình đến lấy. Lão tiên sinh, cần gì phải làm như thế, triệu mỗ xem lão tiên sinh tu vi bất phàm, cần gì vì một tấm lệnh bài mà đắc tội với cao thủ trong cung chứ, tên này tiếp tục khuyên giải Minh. Thấy Minh đi lại gần, hắn mừng rõ tưởng Minh trả cho hắn, nhưng đột nhiên Minh quay ngoắt lại, lạnh lùng nói, tiễn khách. Làm cho tên này rất kinh ngạc, tiểu diên nhi thì hùng hổ, mau cút đi. Nha đầu này tính tính hung bạo, Thế nào so với gia gia nàng chênh lệch nhiều như vậy chứ? Không đúng, cái lão tiên sinh này cũng cổ quái không kém. Đúng là một cặp ông cháu kỳ lạ mà, hắn ảo não rời đi, chưa ra tới cửa thì đột nhiên Mên lại gọi giật lại, "Chắc Bình là ai?" Hắn chưa kịp trả lời thì đột nhiên một thanh niên đẹp trai từ bên ngoài đi tới, cười nói, "Tất nhiên là người trong cung rồi. Lão tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt a, thì ra là Giang Ái Kiếm chạy đuổi theo Mên cả ngày mới về được tới đây. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin hãy cho sâu xin một like." C, comment và subscribe kênh Soul Review nhé. Đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.